Quý khán giả và các đồng chí thân mến, mất ngủ là tình trạng khó đi vào giấc ngủ và khó duy trì được giấc ngủ vào ban đêm, hoặc thức giấc sớm và không ngủ lại được trong thời gian tối thiểu là một tháng. Mất ngủ khiến người bệnh suy nghĩ tiêu cực hay lo âu, thần kinh suy nhược, nặng hơn sẽ làm hệ tim mạch, hệ thần kinh bị quá tải, làm tăng nguy cơ tai biến, đột quỵ. Vậy giải pháp nào cho người bệnh mất ngủ? Đó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên sủi an thần mà chúng tôi sẽ giới thiệu trong chuyên mục Nhịp cầu y khoa ngay sau đây. Mệt mỏi, uể oải, tinh thần suy nhược, kém tập trung. Đó là những hệ lụy do mất ngủ kéo dài mà bà Nguyễn Thị Lan ở Ba Đình, Hà Nội gặp phải nhiều năm nay. Và dù đã dùng thử nhiều loại thuốc đông tây y hay thậm chí tìm tới nhiều thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị mất ngủ, thế nhưng tình trạng của bà Lan vẫn không được cải thiện. Tôi thì mất ngủ kinh niên rồi, mất ngủ 3-4 năm nay rồi. Mà đêm nào cũng thấy cứ phải thức đến 3-4 giờ sáng mới đi vào giấc ngủ được. Sáng ra thì người lúc nào uể oải, tinh thần thì mệt mỏi. Thế mà sức khỏe thì đúng là giảm sút, sụt cân. Và mắt mũi lúc nào cũng thâm quầng. Da rẻ thì nó khô và bị lão hóa rất là nhanh. Tương tự như bà Nguyễn Thị Lan, ông Lê Văn Hanh ở Hai Bà Trưng, Hà Nội cũng đã có gần chục năm phải làm bạn bất đắc dĩ với căn bệnh mất ngủ. Tinh thần uể oải, cơ thể suy nhược khiến sức khỏe cũng như chất lượng cuộc sống của ông Hanh bị xáo trộn rất nhiều suốt những năm qua. Tôi bị bệnh mất ngủ này, kinh niên này thì rất lâu rồi. Mà cứ đêm đến là cứ thức trằn trọc mãi đến 3-4 giờ sáng mới ngủ được. Mà ngủ nó đến không sâu. Và đi tiểu tiện rất nhiều trong đêm, người nó không được thoải mái. Và lắm lần tôi không chịu nổi, phải uống cả thuốc ngủ thì mới ngủ được. Tưởng chừng như phải làm bạn với căn bệnh mất ngủ cả đời, thì bà Lan và ông Hanh may mắn gặp được thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên sủi an thần. Và chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng sản phẩm, tình trạng mất ngủ của cả ông Hanh và bà Lan đều được cải thiện rõ rệt. Do báo chí mà tôi biết được cái viên sủi an thần này và tôi đã mua về sử dụng chỉ hơn một tháng thôi thì các hiện tượng trằn trọc mất ngủ này và đi tiểu đêm nhiều lần này nó không còn nữa. Tôi tăng cân này, ngủ ngon này, ăn ngon này và tập trung vào công việc một cách nó dễ dàng. Tôi sử dụng chỉ khoảng một tháng thôi thì đã thấy hiệu quả của viên sủi an thần này rồi. Thế thì cái đầu tiên ấy là mình có thể đi vào giấc ngủ ngay. Thứ hai là mình không bị trằn trọc và không bị đi tiểu đêm nhiều. Và ngủ tận một bạch đến sáng cơ. Sáng ra đầu óc nó sảng khoái lắm, tinh thần nó thoải mái lắm. Sau khi mà cải thiện được cái giấc ngủ ấy thì da rẻ của tôi phải nói là sáng lên rõ rệt. Ai nhìn trông cũng bảo trông trẻ hẳn. Cái thảo dược ở trong tự nhiên và nó có tác dụng ức chế histamine ở trên não thì làm cho cái cải thiện được giấc ngủ, làm giấc ngủ đi vào một cách tự nhiên hơn và như thế thì nó đảm bảo cái làm cho cái chất lượng cuộc sống nó tăng lên. Viên sủi an thần ấy, trong đó nó có rất nhiều thành phần nhưng mà trong đó thì nổi trội lên thì nó có 3 thành phần chính. Thứ nhất là hoạt chất rất là quý trong rễ cây nữ lang, đó là những cái acid mà ta thấy là nó có tác dụng khi vào trong cơ thể hấp thu thì nó gắn với cái thụ thể GABA. Và gắn với thụ thể GABA thì nó có tác dụng làm cho an thần trấn tĩnh. Thứ hai là cái cây lạc tiên. Người ta đã nghiên cứu, người ta chiết xuất ra được các cái chất như là các cái flavonoid, rồi saponin. Nhất là cái flavonoid thì người ta chứng minh là khi hấp thu trong cơ thể nó cũng gắn các thụ thể GABA. Nó có tác dụng an thần trấn tĩnh. Cái thuốc thứ ba là cái la phong. Cũng có tác dụng an thần rất tốt. Và đặc biệt người ta chiết xuất ra được cái hoạt chất rất là quý mà nó tác dụng vào thần kinh trung ương đó. Mà nó làm cho an thần, làm cho người nó giải tỏa được những cái ức chế
Đấy là cái sản phẩm viên sủi an thần được sản xuất theo công nghệ chiết siêu âm, công nghệ hàng đầu trong ngành công nghiệp dược phẩm của Nhật Bản. Đây là công nghệ sử dụng sóng siêu âm cho phép chiết xuất dược liệu ở nhiệt độ dưới 70 độ C nhằm bảo tồn toàn vẹn hoạt tính sinh học của các hoạt chất sinh học tự nhiên trong dược liệu, trong khi chiết xuất ở nhiệt độ cao có thể làm mất đi 70% hoạt tính của các hoạt chất quý này. Tại đất nước chúng tôi, công nghệ chiết siêu âm được áp dụng trong rất nhiều lĩnh vực, trong đó có sản xuất và chế biến dược phẩm. Hiệu ứng xâm thực mạnh và tốc độ cao được tạo ra bởi sóng âm có thể phá hủy các tế bào của cây thuốc để dung môi xâm nhập vào các tế bào của cây thuốc. Như vậy, khối lượng dịch chiết thu được từ các dược liệu tăng lên, đồng thời rút ngắn được thời gian chiết xuất từ 20 đến 30 lần so với phương pháp chiết xuất thường. Với việc được ứng dụng công nghệ chiết siêu âm hàng đầu tại Nhật Bản, chúng tôi tự tin rằng viên sủi an thần sẽ là sản phẩm hỗ trợ cải thiện giấc ngủ đầu tiên tại Việt Nam, chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh mất ngủ, mang lại giấc ngủ chất lượng và tinh thần sảng khoái cho người sử dụng. Viên sủi an thần là sản phẩm hỗ trợ điều trị mất ngủ đầu tiên trên thị trường, được bào chế dưới dạng viên sủi, hòa tan 100% với nước, giúp tăng hiệu quả hấp thu đến 90%. Vì thế, khi dung nạp các dược chất của sản phẩm vào cơ thể, cơ chế tác động cao hơn gấp nhiều lần so với các sản phẩm được bào chế ở dạng thông thường. Những người mà sử dụng viên sủi an thần này sẽ được theo dõi qua cái sổ sức khỏe điện tử. Và chính nhờ có theo dõi thì có các chuyên gia người ta tư vấn và người ta điều chỉnh cái liều cho nó hợp lý. Những cái người sử dụng người ta rất là tin tưởng. Và qua cái phản hồi thì thấy rằng là mọi người thấy là cái hiệu quả nó rất là tốt.